Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Trì Thứ Mười Ba Lúc Bấy Giờ Ngài Dưỡng Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước quan nói lời thề rằng cuối mong đứng đó chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sao chúng sinh căn lành càng yên nhiều kẻ tăng thường mạng tham lời dưỡng cúng vàng thêm lớn căn chẳng lành xa lìa đạo giải thoát dầu khó có thể giao hóa chúng con sẽ khởi xứng nhận lớn đọc tụng kinh này. Thù trì dài nói biên che dùng các món cúng vàng cho đến chẳng tiếc thân mình lúc đó trong chúng có 500 vị a la hán đã được thù khi đồng bánh phân rằng thế tôn chúng con cùng nghi thề nguyện ở nơi cõi khác rộng lại có bất hồng và vô hồng 8.000 người đã đưa thuộc ý đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay hướng về phía phần nói lời thề rằng thế tôn chúng con cùng sẽ ở cõi ca rộng nói kinh này vì sao? Vì người trong nước ta ba nhiều điều tệ ác ôm lòng tăng thương màng công đứng càng mong dẫn hờn qua bảy tâm công chân thần. Khi đó gì của Phật là đại ái đao thì khéo đi cùng chung với bậc hồng và vô hồng tỳ kheo ni sao 1.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt trắng tám rơi. Bây giờ thế tôn bao kiêu đàm di cớ chi có sống buồn mà nhìn Như Lai tâm ngươi toàn công cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi đệ tử khi thanh vô thượng chính đàng chính giá thượng. Kiều đàm di ta chưa tông nói tất cả thân văn đều đã đưa thủ khi này người muốn biểu thủ khi đó đời tương lai sao người sẽ ở trong pháp hội của sau muôn tam nghìn ức đức Phật làm vì đại pháp trường. Và sao nghiên vì học phổ hồng tỳ kheo ni đều làm pháp sư ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ được thành phần hiểu là những thiện chúng sinh hỷ kiến Như Lai. Ưng cung tranh biến chỉ minh hành tụng thiền thề thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phần thế tôn kiều đàm di đứng nhân phía chúng sinh hỷ kiến phật đó và do nghìn bồ tát tuần từ thù ký đương đạo vô thường chính đàn chính giang bây giờ mẹ của La Hầu La là Bà Giá Như Đà La thì kéo đi nghĩ rằng thế tôn ở nơi trong hội thù ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phần bảo Bà Giá Như Đà La người ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ứng đức
Phật tu hành Bồ Tát làm gì đại phán chứ lần lần đầy đủ phần đạo ở trong cõi thiền quân sẽ đưa thành phần. Chiều là cụ túng thiên vạn quan tướng Như Lai ưng cũng chánh biên trì minh hành tung thiền tề thế gian giới vô thường chỉ điều ngự trường phủ thiên nhân chư Phật Thế Tôn. Phần sống lo vô lượng vô số kim lũng đó mà đại ai đạo thì kéo ni và bà giả du đà la thì kéo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có liền ở trước Phật mà nói kể rằng đấng Thế Tôn đạo chớ làm ác ôn trời người chúng con nghe thù ký lòng an vui đầy đủ các vị tỳ kheo ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng chúng con cùng có thể ở cõi nước phương xa rộng tuyên nói kinh này bây giờ đấng Thế Tôn nhìn tám mươi muôn ứng na do ta vì đại Bồ Tát càng vì Bồ Tát đó đều là bậc bất tôi chuyện truyền pháp vân vân thôi được các pháp thống trì từ liệm từ cho ngồi đừng dậy đến trước quan mong lòng chấm tay mà nghĩ rằng nếu đứng Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này thời chúng ta sẽ như là phần dạy rộng tuyên nói pháp này. Đem về đó lại nghĩ nay đứng phần yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muôn tự thỏa mãn bán nguyện bền ở trước Phật nói lớn tiếng mà phán lời thế rằng Thế Tôn sau khi nhớ lại việc độ chúng con đi dám vòng qua lại cấm mười phương thế giới hay khiến chúng sinh biên chép kinh này thủ trì đồng tung giải nói nghĩa đó nhây nhớ chân chính đúng như pháp mà tu hành. Như thế đều là chứng quy thân của phần cuối mong đứng Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho chúng thời càng vì Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng cuối mong phần chớ lo sau khi phần diệt độ trong đời đã kê chờ chúng con sẽ rộng nói có những người vô tri lời ác mắng rủa thải và dao gãy đánh đầm chúng con đều phải nhẫn tỳ kheo trong đời ăn trí tà lòng vua vai chưa được nói đã được lòng ngã mãn dây đầy quăng người mặc áo nạp lắng lẽ ở chỗ vắng tự nói tu chân đạo kinh rẽ trong nhân gian vì ham mưa danh lời nói pháp cho bạn nghĩ được người đời cung kính như lộng không là hãm người đó mà lòng ác thường nghĩ việc Thế Tôn giả danh a luyện nhã ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói luận nghĩa ngoài đạo tự làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muôn pha chúng con
đến quân vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói cho con đó là người ta kiên nói luận nghĩa ngoài đạo chúng con vì kinh phần đều nhấn các an đó bị người đó kinh rằng các người đều là phần lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ả kiếp trường nhiều các sự sợ trên quy dư nhập thân kia măng rùa hủy nhùng con chúng con kính tin phần sẽ mặn giam nhẫn nhục vì để nói kinh này nên nhân ca viên có con chẳng mến thân mệnh chi tiết đạo vô thường chúng con ở đời sao hộ trì lời Phật dạng Thế Tôn từ nên biết tỳ kheo án đời trượt chẳng biết quân vương tiên tùy cơ nghi nói pháp sao mày nói lời án luôn luôn bị xua đuổi xa rời nơi chùa tháp các điều án như thế nhớ lời Phật dặn bao đều sẽ nhận việc đó các thành xóm làng kia có người cầu phạm con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn con là sư của Phật ở trong chúng không sợ con sẽ theo nội Phật xin Phật an lòng ở con ở trước Thế Tôn mười phương Phật đến nhóm phán lời thề như thế Phật từ rõ lòng con kinh diệu pháp liên qua phiền thư từ ôm châu đi làm thuê mướn được chúng in cho là đúng nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối sâu tam bao vọt lên giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói pháp mau y cần cầu nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát đệ tử thù ký chứng quả Phật pháp Phật đã bửu vốn ra trước ngài nhào thuyết hỏi căn nguyên vì pháp cầu thầy hiện nghe diệt